Xin chào sư đạo lục bộ niệm minh mong bọn này cùng phong đại tu sĩ đang học nha. Xem video này cứ chia phía pin này video của James Holmes. Và xin chào đại học nha. Toàn ban mở video phía mùi tế cứ đại học nha. Ai chặn link này càng lỡ bán. Chưa khai cứ cả đời này này riêng cái đại của James Holmes cứ chia cả đời này này cả ban sầm lạp khát thống đại dương ai học bán thay chia mass shooting này ban cả láng ở Colorado ở South America Mỹ Nam bị bọn đập pì đại quả ban từ thưa ca thưa sự cầm phim nó nơi rong con muối đầm chúa tha Century 16 multiplex hay chân rong cua nó cứ miền nẹt đại quả rong bộ chấm nuôn chất sập nẹt hay nẹt đại quả ban slap cứ miền chấm nuôn rồi hội đặt từ đập pì nẹt James Egan Holmes cả nơi ngày tì đập bay khai thanh lưu chân nam San Diego California ở bộ bà James cứ miền ca nghĩa chia kru cả nạc vị trí nâng chia nạc vị trí xa đại quạt bàn riêng chọc bì xa có vị trí lại là ổ lọ khăn mình tên đôi chia xa là Stanford, UCLA nâng xa là xanh xanh tiệt hai mà đại bà James cứ miền ca nghĩa chia kỳ liên nô bà thay dạ James có bàn rùa nâu ca bì khám mênh thông thoát láng nâu San Diego, California nụ ảnh hay có bàn tư riêng nâu xa là mặt tây nâu mặt đông nắng cũng mà rập hiệt bà James cứ ẩn miền ở vầy đại cô bày có xâm co tế cứ gọi đại long cắt bật cả tọt slot nước nông chi vẹo bọt bọt qua tế bàn tay ta bị tụi mà cứ gọi chia khăm em mà nè đại hiền sáng ngặt sáng ngóng hay nó về đại gọi ở dụ tới tại đập chân nam còn gọi chập đam khai từ chia bọt côn mà nè đại cái hai thằng introvert cứ gọi nơi nghiêm còn nơi tại anh còn ở trong tầng gì cho mùi kê ấy tì nơi bên nơi tôi cứ đôi dương đắng khăm em sáng tiết nơi ở dụ phần buồn đập chân nam nâng cứ gầm phong đại bình khôi bình giấy bình lập bư hay bàn tay xem James cứ quạt nơi ngặt nghiêm khả năng mình tên qua chiếc mình mà nẹt đài ngặt nghiêm này hay qua có miền ạch bà nhà hà ta lừa tại trả đọc bọc qua tôi quạt ngặt nghiêm cái đó có quạt đài bọc qua bà nhà hà ấy tớ can mật ruộng thân ạ được có tớ can khu tớ can mà đài bọc qua tế chẳng xong bây khu bật tục thân ạ bọc qua có bàn bò giải bìa tạ à cặp kê giá đọc bò James cứ chiếc mình mà nẹt đài ngặt hay quạt ọt sơ tớ lên cho mùi nâng mình không em xanh tiết tế đài xa quạt kịch vách nâng ngay center of attention á còn ở trong khai từ chia chầm nạp ở rắm nâng không thân nạng nâng tề biếp không anh khác cứ quát bay món nâng không thân nạng đôi dương hiền chẳng cứ miên không anh mà nạng nâng cứ mơ tơ là hà là hôn mơ tơ vì cuối chọc ở rắm chính kế á tay xe mẹp James cứ quát kịch vách món quát trong khai từ chia nạng đầy kê tam đàn mơ quát tròn tề nâng ngay chẳng quát tay tay ọt sơ lên cho mùi nâng không anh xanh tròn tề nâng lòng bê đã quát ai dục đọc đọc môi chân nằm nâng cứ quát chọc đàm châu chất lên gàm cứ quát cho chất lên quạt sọc chất nơi té lên gàm cứ quạt ọt chênh tới khéo nằm bay tới lên tôn tới chuộc phụ ma tới đa lên ấy thế cứ quạt ọt tờ thế James có quạt nơi tay bà to hiền là hô đó quạt ban chọc thân ạ vì xì lai chọc tỷ đọc bì tới nơi chân nằm bì bòn bà mùi đây nơi bê nâng cứ quạt miên là dụ đọc bà mùi chân nằm nơi bê lòng này quạt hiền nâng cứ quạt nơi tay chỉ khám mênh ngạc nghiêm tế ọt miên bà nhà ấy khả lăng mơ tơ đội miên ấy chầm lại tê nâng ngay tay quạt nơ tay chìa tại sao tay ạ tạ trở đọc bọc quạt nâng có phơ ai bà tạ đo ca hủ nơ bọc quạt đài thấy có chì khmê mà nẹ đài hiền space out tiệt trong thang cái hai tháp phân lực á quạt ạ xa phân lực là hầu cứ nơ bê đài kê nhảy mùi quạt được quạt nhảy mùi kê ấy chẳng cứ quạt xâm lắng quạt phân lực tên à bạc chân tầng nâng ngay chẳng vì hiền bà bà không ca xoan tình yên dây chứ mùi nâng quạt chẳng nơi chân em bì bọn bà mùi nơ bê đài quạt chọc với xe lái cứ quạt chọc đà đạp bị bà quạt nằm bày chô riêng nơi xa co với xe lái dây nâng ngay nằm bày chọc chùm điên chẳng nơi chân em nâng tà đài nâng có miên xa là xa co với xe lái mùi bàn tà tùa dọc James Fergie xa quá thôi trên lịch sử đại sứ lan ở cùng University of California James có ba bà to ca sắc xa bao quát nằm bay chậm vô chấm nền ngang khang phần này vị trí xa khang phần này bao quát bá sát cứ neuroscience chậm ở rầm thòng nằm đây cứ có tờ hiền khang phần này khu cơ ba chẳng hạn James ban hiền chậm nên chăn em people đáp hay qua có tờ ban nhà bán khang phần này neuroscience. That video of James Holmes at a summer science camp 6 years ago betrays no hint of the mayhem to come. In personal life, he enjoys playing soccer and strategy games, and his dream is to own a Slurpee machine. You see a promising scientific mind and glimpses of humor. So I also incorporate it into a game. What better game than rock, paper, scissors? Chẳng đi cứ so bằng chạy tha James cứ chia nít sắt đã hiển chọp á chẳng quát chia bộ con mà nẹ đài miền chậm nét đằng cứ quạt ban hiền chọc quạt miền chậm nét đằng miền ấy nó không khôn luôn cứ mần mèn bọc cô đài ở miền chậm nét đằng ấy tệ này ngay nam pi pon đọc môi tiền mà nam khỏi mau nó bây giờ quạt hiền chọc neuroscience nó cứ quạt
ព្យាយាមធ្វើការបន្តដើម្បីទៅយក PhD ទៀតដែលជាកម្រិតដែលស្មារតី Doctor ហ្នឹងហើយគឺគាត់ព្យាយាមទៅរៀនទៀតហើយគាត់ក៏បានចូលរៀនដែរដែលមានទីតាំងនៅ Aurora Colorado ហ្នឹងហើយនៅរដ្ឋផ្សេងជារដ្ឋដែលហឿងក្តីហ្នឹងគឺបានកើតឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់គាត់ពី California ទៅ Colorado វិញហើយគាត់ក៏បានជួល apartment រស់នៅនៅផ្ទះរបស់គាត់ចឹងទៅសម្រាប់ថ្នាក់ PhD ដែលគាត់ទៅសិក្សាហ្នឹងគឺជាថ្នាក់ដែលរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យចឹងប្រៀបដូចគាត់ទទួលបាន scholarship ពីរដ្ឋចឹងដោយសារតែគាត់ជាសិស្សម្នាក់ដែលឆ្នើមហើយមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់មានបន្ទុក GPA ខ្ពស់ហើយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ចឹងពួកគាត់ក៏បានផ្ដល់ជាកញ្ចប់ថវិកាឲ្យទៅ James ជាសិស្សឆ្នើមហ្នឹងហើយដើម្បីជួយជ្រុំជ្រែងទៅដល់ថ្នាក់ PhD របស់គាត់ចឹងហ្នឹងហើយយើងអាចដាក់ស្នើទៅកាន់រដ្ឋទៅគឺគេនឹងតម្លាក់កញ្ចប់លុយឲ្យចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងកញ្ចប់លុយរបស់ James ហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺគាត់អាចទទួលបានចំនួន $22,000 ប្រហែលតែកញ្ចប់លុយនេះគឺអ្នកជំនាញគឺគាត់ជឿថា James បានយកលុយហ្នឹងដើម្បីយកទៅទិញគ្រឿងកភ្លើងគ្រាប់កភ្លើងដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងឯងចឹងវាប្រៀបដូចរដ្ឋជួយ fund ឲ្យ James ទៅធ្វើរឿងនឹងចឹង like indirectly ហ្នឹងហើយវាមិនមែនផ្ទាល់ទេជាប្រយោជន៍ខ្ញុំមកថ្ងៃថ្មីឯងដូចសារមិញដល់ពេលយប់ចឹងវាអត់មានពលឺអញ្ចឹងគិតមកដល់ឆ្នាំ2012ដែលមានអាយុ25ឆ្នាំគឺការសិក្សារបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះច្រើនខ្លាំងមែនតើគឺដោយសារតែគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការសិក្សារបស់គាត់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតចង់សម្លាប់មនុស្សហើយនៅពេលហ្នឹងក៏គាត់ប្រឡងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់បន្ទុករបស់គាត់គឺធ្លាក់ច្រើនខ្លាំងមែនតើដែលវាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផងដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកជំនួយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗគឺតែងតែមាន counselor ដែលជាកន្លែងប្រឹក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ដែលជាសេវាកម្មសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗហ្នឹងចឹង James ក៏គាត់បានទៅប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានជួបពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកគ្រូពេទ្យដែលមានឈ្មោះថា Dr. Lynn Fenton អញ្ចឹងពីរនាក់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានម៉ោងសម្រាប់ប្រឹក្សាពិគ្រោះជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ចឹងណានៅម្ឡងពេលហ្នឹងក៏ James បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រូ Lynn ថាគាត់ហ្នឹងមានជំងឺផ្លូវចិត្តគាត់ចង់ធ្វើការសម្លាប់គេដែលគេហៅថាជា intrusiveSafe thought មិនមែនឲ្យតាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់គិតថាចង់សម្លាប់គេគឺវាគ្រោះថ្នាក់តែម្ដងទេគឺមានអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តជាច្រើនដែលគាត់តែងតែមាន intrusive thought មួយនឹងអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅគាត់ថាគេនិយាយសារភាពថាគេចង់សម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងយើងហ៊ាននិយាយថាគេគ្រោះថ្នាក់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេតែងតែមានគេហៅថាក្តីសង្ឃឹមទៅដល់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងគេតែងតែទុកឱកាសឲ្យហើយព្យាយាមធ្វើការពិគ្រោះជាមួយនឹងពួកគាត់អញ្ចឹងនៅឡងពេលហ្នឹងក៏ Dr. Lynn បានព្យាយាមនិយាយជាមួយនឹងគាត់សួរនាំគាត់អញ្ចឹងទៅថាតើគាត់មានចង់សម្លាប់ណាគេឲ្យប៉ិតប្រកាសដល់របៀបថាគាត់មានគោលដៅមានគម្រោងចង់សម្លាប់ណាគេម្នាក់ច្បាស់អត់ហើយគាត់ក៏និយាយថាអត់ទេគាត់មានចង់សម្លាប់ណាគេម្នាក់ទេគាត់ថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់សម្លាប់គេហើយដុកទ័រលីនក៏បានបន្តសួរដែរចឹងណាថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានចេះប្រើរបស់របរអីអត់របៀបគេសួរគេអត់សួរចំទេប៉ុន្តែយើងធ្វើសួរដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លិចជាចម្លើយដែលយើងចង់បានចឹងណាចឹងគាត់សួរហ្នឹងចង់សួរថាតើគាត់ចេះប្រើកភ្លើងឬក៏គាត់មានប្រដាប់របស់អីនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដូចជាចេះហាត់ប្រើកបិតឬក៏មានការប្រើកភ្លើងចេះប្រើកភ្លើងអីអត់អញ្ចឹង James ក៏ប្រាប់ទៅកាន់គាត់ថាគាត់អត់មានអីទេហ្នឹងហើយតែវាជាការផលអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ព្យាយាមធ្វើការពិគ្រោះគ្នាមួយអាទិត្យឬក៏ពីរអាទិត្យម្ដងតាមការណាត់របស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយនៅម្ដងពេលដែលពួកគាត់បានជួបគ្នាហ្នឹងក៏អ្នកគ្រូក៏គាត់បានឲ្យថ្នាំ anti anxiety medication ឲ្យគាត់ដែរដែលជាប្រភេទថ្នាំដែលជួយរំងាប់អារម្មណ៍ដល់គាត់ដែលភាគច្រើនគឺគេឲ្យផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែ James គឺនៅតែមើលទៅគាត់ដូចអត់ធូរស្រាលសុខភាពរបស់គាត់គឺគាត់នៅតែមានអាការៈដដែលអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាគាត់បានប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងអត់ទេហើយក៏អត់ដឹងថាប្រើទៅវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីអញ្ចឹងណាហើយឲ្យតែនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺសភាពគាត់គឺនៅដដែលហើយគាត់នៅតែរៀងមើងមាំងនិយាយជាមួយគ្រូពេទ្យអីគឺរៀងក្បត់គាត់អត់និយាយច្រើនទេគឺដូចមកដល់គឺអង្គុយសលឹងពីរអ្នកគ្រូពេទ្យអង្គុយមើលមុខគ្នាចឹងទៅប្រដោះប្ដូរពាក្យបានតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អីចឹងក៏គាត់ត្រឡប់ទៅវិញតាមអ្នកគ្រូពេទ្យគាត់និយាយគឺថានៅពេលដែលជួបហ្នឹងគឺ James អត់ដែលចេះរាក់ទាក់ច
chắp đai đặc handshake hay có đai khơn chế lia chế ấy có thật tớ tớ mong hay nâng lòng bê có bị cửa nâng cứ hiện đặc biệt thay có lập trần khá lắng hay có bác phụ nệ thông thông có dây ấy chẳng hay có chụp dây bà tớ có ạch đai dây ấy tròn chứ mùi nâng khu bê có quạt tờ lọc tớ vinh tớ mùa là hai đại nạ khu bê có lọt bàn xe mẹ chất thay James cứ chế mình đừng đai khu thân á cứ đưa xa tài kê miên sân nhá đại dương thờ ta có xâm quà mình mẹ nói tầm mặt đó thay dương mình mẹ nói tầm mặt đó nè chừng ngư thay có trong xâm lập kê dương thờ ta chọc quạt đã khăn hỏi món tê cứ kê ọt phương chân tê chân kê miên sân nhá đại kê thờ tạm đa chân tớ đôi chìa và sân chìa nè chừng ngư nâng quạt chập đàm chạy phở đai phở trường bị hăng xa từ lưỡi kế rồi có quạt trong sầm lấp luôn rồi có mơ tới cứ sập hiệp quạt lại từ tôi giờ ở ban bị cái hai ta chụp rồi có bị co chật đặc mệnh tên đại ở ai dễ khnhi ban xong món anh đang bắn video lẹ khán đại kê thử ta vừa cả khung khang quạt ở dạ về chật sập pin mau làm bài tam đa sập hiệp quạt chẳng á chẳng vì miên lẹ khán bao kê bàn tay James cứ ở miên sập hiệp từng ở nâng tề chẳng dương còn mệnh chạy ta chập kê vô ta đặt cái lạnh khung khang này hay đội nhom dễ muốn nâng chẳng cứ miên mà được chưa tròn sân chỉ phụ quạt chưa khu bed khám phải chạy ta xa vĩnh cứ nhom chưa tham miên lẹ chụp ngứa chưa ra ở đây mặt đó cứ còn dễ thay quạt trong sầm lấp kê nâng ấy nâng sọc mai mà đăng tay sọc kê vì miên chưa ra đây mặt đó cứ quan chế thay quan trang thuộc bạc kê trang sầm lạp kê trang là năng kê hay intrusive tỏ là ngay đại doctor lin có quạt chuột nhẹ trong người tròn trang đây còn tay cứ dương suy dương bị cua trong mùi nắng quạt xuôi nom quạt này dày cái miên tầm nạ ca này cái chịu ba bọc kê trang từ trang để xa tại James cứ ở cặp kệ nhà bọc quạt cứ trên máu cứ đôi ta kê đôi ta ai này tì trang quạt cọ hiên này dày ấy kháng còn tay quạt nơi tại prôi bà rầm trang nhẹ khu bé cứ quạt nơi tại prôi bà rầm tôi quạt đặt ai thưa ca không khang bán cứ mơ sập hiệp bọc James từ cứ quạt hiền và bà mơ đài nâng ngay vì hiền thôn ngô trường đẹp xinh chẳng quạt cọp xì diêm rộng đậm nọt sai đài vì phù vẽ trong khỏi đài quạt ban thơ ca vì cô chỉ mùi nâng khnia nâng vẽ session trong khỏi nâng cứ James mơ tới cụ ai prôi bà rằm khlang đài quạt mặt đó cứ còn dây tha quạt bà lòng thật lẹ hay bê bà lòng thật lẹ nâng cứ quạt có chập đam lên kèm bên mà ngày mong lắng ọt tên là sao mong chẳng hạn á chẳng đoan ngay để thử màu chụp kia quạt máu hay sắp hiệp James cứ quạt ọt miên emotion có miên à rộm ấy thằng ọt mong cứ một quạt tà tê lọt quạt mong quý mong hỏi cứ quạt tà lọc tà tè mình quạt dây tà bà mạng mạng hơi quạt tà tè mình tự chẳng tại sao tại Dr. Lin mơ tơ cứ đôi khó play bì hỏa đoan chẳng quạt có bùi và rộm kháng có quạt ban từ phẹp mà đáy bọc quạt tại sao tại ca bị cửa ní cứ kê hai tha kết ai miên lộ lâm cho mùi nông phía kì tị bay tì cứ thở ta đẹp xa ca xâm ngát để kê hai tha chia chấp bắp HIPAA cứ chia chấp bắp cơ rụng có sál hay nâng chia cho bạn bọc bẹt cứ ăn ao ấy ăn ở nhà ao phía kia tị bay bạn đăng lư pi ca pi cua cho mùi nồng đầu viếng pi nẹt quạt chẳng hạn á bàn tay doctor linh cứ quạt ban cái hai thay là một bạn nâng đài quạt ban do hướng nâng tập hẹp tập căn mà đài bọc quạt để sao quạt prôi mà rắm khang quạt hàng mơ tới sập hiệp James rồi chia Oscar là Oscar mà pe đài nhóm ban mà chụp quạt ở tận à tận ni đại ba bị cua mũi quạt chẳng hạn á chẳng nhom prôi bà rắm kháng hay mà đai James còn nhảy thay ó nắng ở đây tê cứ chờ đặc quạt chẳng hay bạch khoa lê này còn nhảy chẳng chẳng ca khom mũi ni cứ cả làng dạ pê ta mặc hai chiên tê môn nắng James ban từ phơi cả bánh sầm lạp kê nắng hay nắp pê nắng có James ban bọc băng ca sặc sà bọc quạt cháo quạt chú chú mua quạt cháo cứ quạt lên từ riêng từ đấy hay doctor có quạt khơi sập hiệu quạt chẳng có quạt ban phẹp tập căn bảy để nơi trung bình sẽ có chia lại nắng chẳng á phép tập căn nẹp bẹ bòn thà ở ao James sáng trôn mặc nông sờ lá để tê và dân chị ai đỏ hồi cát quạt trên bán cứ cua ta đỏ trên tờ nằm bay thì nè sờ tập hiệp nẹp này nơi nông sờ lá mặc quạt nằm và đập đà đại James miến đại nơi nông khuôn mặc quạt đại quạt do từ thưa ca bánh từ lơ kê miến đôi chưa cặp lơn mà khảo ai xung quanh bẹ bong cặp lơn khọp cặp lơn áo cờ đại quạt ban bẹ nơi bẹ đại quạt tập bánh kê nắng cứ quạt thưa ca tinh nơi tam pop on online chả là cứ dân dậy pi mua là hai thầy bằng James thưa ca bằng sầm lạp kế quạt chập đam vô khơi cái hai thanh niên muốn tấn từ lơ ca ruồi nở bom mình được chỉ vật bom mình được quạt than thầy bằng dân thử ruồi nở và sân chia ngày một tơ dân thử sập tạ đài chẳng hại ấy bằng dân thử ruồi thầy bằng dân thử ruồi và ngày một tơ dân ngọc tạ đài chẳng dân ruồi thử ấy chẳng qua có chập đam chăng sầm lạp kế đặc biệt quạt chụm về chụm mùi nâng chầm ngò nâng pe có quạt ban sẹm chật món than nâng thua ca ban sầm lạp mình được
càng tới chọn càng ta lo cứ quật sầm lấp chọn sầm lấp tặng ah mong mà nữ tặng ah mong vì phù bà sân vì phù hồ nữ cứ ăn miên này tì tì nàng ngày chẳng dương hồ thợ ấy chẳng phù ca sầm tới cứ vì lo chieng chẳng ngắn anh ca bắt tới nè chấm nến quật nhảy tha quật sầm lấp nưng mình mang đầm bay rộp chấm lau tì cứ quật sầm lấp đầm bay lục sầm nùa nàng ngày vì khó khnề chẳng bà sân chỉ ăn miên mà nữ miên này tha vì ăn miên chấm sầm nùa nàng cả lau tì chẳng quật bằng phù ca bánh mình được tới cứ mình được sầm tới cứ nàng lên miên sầm nàng ngày mình bèn nằm bay xoay rồi chầm lại đây thì không bị khó khăn gì. Nam lòng bay để quạt chụp tờ riêng nữa cứ quạt chập đam riệp cầm rồi nằm bay thơ ca sầm lạp kê mèn tè đấy cứ quạt ban tình gặp lương tình ai hai ở hai cứ quạt ban chi chân bị tè quạt ngày đại tờ cái này nằm bay hạt thơ ca ban gặp lương bạc quạt hay ca hạt ban gặp lương đấy cứ quạt hạt ban phèm đòn hay ở đợt miền bắc xa là ngày tết chẳng ca ban bạc quạt nâng cứ cái hai thằng em bạc quạt nâng cứ hiện on khăn mình tên ngay bàn tay còn đâu tại chơi rơi cá bay nằm bay từ phơ cá sầm lạp kì James có chấp đam hiệp trăm cầm rốn hiệp trăm plan bao quát chân tàu bồn lái quát smear tha quát chân tàu phơ cá bay sầm lạp nơi Berlin nhân hòa bàn tay quát co smear chật vĩnh tha ở tàu nằm vĩnh để xa tại tim mũi cứ cái miền security cái miền nẹt diêm nẹt sản sọc papuan bao kì nâng cứ việc khăn chân quát ở ai tàu phơ cá bay nhân nặng té để xa phần chị bay có bay bàn tịt đài chân James có bao vài một phơ ca chập rắm từ lơ ca bánh sầm nạp nơi khăn Hồng Kông vậy chẳng đâu bây giờ quạt tơ cái lại Hồng Kông nơi 16th century nâng cứ quạt đa mơ khúc Hồng Kông tới có quạt chơi rơi dọc Hồng Kông ti bầm bầy nằm bầy thơ ca bánh sầm nạp mùa hại năng ngày bạn quạt tinh sầm bọt nơi Hồng Kông ti bốn đấy có quạt hồ tơ kháng ti bầm bầy vậy để xa quạt rơi dọc hồ ti bầm bầy chẳng ngày đại James Van Thơ sẽ cầm một phiếu có ba mặt đó nơi ngày ti mà pay hai cả cái đài Channel Bipon đập pi nơi dụng nút có quạt ban tinh sầm bọt nằm bầy cho mơ The Dark Knight Rises hai có tinh sầm bọt ba sầm bọt ti bầm bốn có quạt cho từ Hồng Kông ti bầm bảy từng coi nơi khang mục để xa tại ở miền nẹt để quạt diêm nơi khang khéo nằm bầy do sầm bọt bạc quạt nơi bầy để quạt coi nơi chùa mục ba mà tu có quạt phơ sầm đài tham miền kê kho mà hồ quạt chẳng quạt có ban đa trên tam chọ khang khéo nơi bầy để dương trên tam chọ chính tới cứ nâng thay lôi cho đó cái lại chọn lan tại đòn đài James ban chọn lan bao quát nó nơi khang khéo nơi bay cái lại chọn chính nâng mong nơi bề đài James ban phơ ca đo đô xin điều bẹp bao quát hai ở hai có quát ban xem chất call từ căn score chia lấy từ căn khu bẹp bạc xa bao quát nâng mặt đòn tiệt nơi bay chỉ lựa chọn cái phơ ca lập đô chất bao quát còn tái nơi bề nó cứ ở miền nẹt đài ban lựa tụ sập bao quát tì còn tái nẹt trong niên có ban giấy tha tô miền nẹt lựa cái đài có James ở và chụp sự cảm phiền bọc quạt này là ngày cứ nơi thật phở bê nâng cứ James chân này bê ớt đập hẹn nha tí đầm bay thơ ca bẹ khảo áo bọc quạt đã cập lương đã ấy nơi không luôn quạt hói môn nâng quạt châu tới không hồn con đầm bay thơ sự cảm phiền nâng cứ quạt bàn bẹ cả bọc quạt nơi nâng từ chia hãy bạo bật cho miệng là bình môi tùm hăng tạm đón đầm bay châu tới thơ ca bánh xâm lạp kì chân nơi bê đại quạt châu tới bánh xâm lạp kì nơi không hồn con nâng cứ quạt cầm phong tài sạp bật cho miệng cứ quạt ọt lưu xâm rãi đại kê sài dùng vò ai quạt chụp bánh nâng tì James ban dạy tha mùa hai đại quạt bàn bẹ sạp cả nâng đời xa tay quạt ọt trăng miên ra mùi đại tha quạt chôn rong cua tặng ở nằng đã nở vài đại quạt cầm phong tài sloan cát chân James có ban thơ ca ban sầm lạp kê ở dạ pê đó khơi bàn tay khô khâu khăn mình tên nở pê nắng cứ ban thơ ao miên mình được đọc pin nè cứ ban sập nó không cạn này mùi ní hai miên chôn rong cua đại quạt thở ban rong được búa ở chấm đồn chật sập nè nở dục nằng nở pê để James ban thơ ca ban sầm lạp kê hái có quạt ban tạ lẽ có phơi bọc quạt trào ở hái có quạt máu coi nơi khăn lan bao quát nơi cái lái chọn lan nơi cái bài Hồng Kông nông tạm đòn mà sự tu máu và hai chiếc đầm nhật ti có poli quạt ban mà đo cái lái chọn lan nâng có ban thưa ca khỏi khuôn James nơi cái lái nâng poli có ban dây than nơi bề đại phụ quạt ban tận đo James cứ sập hiệu bao James mơ tư cứ quạt rắm quạt ngọc khang mình tên nâng ấy viết ngọc quạt thom đá đại James có ban dây than nơi bề đại quạt môn thưa sự cam hiệu nâng cứ quạt ban phở tham muối để mình chúng ta vi cổ đến miền xa chiết para hay nơ itro cổ đồn hai bà lý có tha nơ bê đại chụp nâng cư James ban dây tha khuôn ai nâng cư miền chung mô tha để chụp khớ tay khỏi máu có bà lý có vật đi nai vinh quạt bạc đi xa vinh tha James ở ban dây nâng tê vì quạt tài chiếc bị đại kê bà ká nơm lòng bê nâng chẳng nơ bê đại bà lý khỏi khuôn quạt nơ khnông lan nâng có quạt ban phép tạc can bà lý tha có nơ apartment bà quạt nâng cư thờ ban quạt tục khọ bay nên nằng đập bay ai bali từ thưa ca đo khọ bay từng ao nằng nơi khnông apartment bọc quạt trong mùa hạ đại bali thang quạt ban thưa ca bọc cọc khọ bay nương cư để xa tay mùa hạ nương cư kê hai tha prong ô tê ho và sân chia James quạt ban slap đài nơi bề để quạt trình thưa sự cam phiệp nương trong miền tây tha bali đài nằng
tùm lụt phía châu tạc nông bà tốt bọc quạt đài ọt đăng thà miên khường bà tốt nạc nông nâng cứ nâng slap tăng ọc nìa mong nâng ngay chân đời xa tay James quạt bàn hồ nạc nông ca thơ sạc càng phía bọc quạt chân quạt có phép qua miền nâng tạc càng bà lý mong tờ nâng quạt hiệp nâng cứ đâm bay xâm lạp bà lý nâng xâm lạp phó ta bọc quạt khỏi quạt slap chân á nè nâng ngay cái không thơ kê mà nữ ạ cầm băng ngay chân tờ like this is not a movie like chill bro នៅពេលដែលគាត់ខ្លួនហើយគឺ James ត្រូវបានប៉ូលីសឃុំឃាំង James ក្រោម suicide watch មានន័យថាមានគេតាមដានគាត់កុំឲ្យគាត់នឹងធ្វើការសម្លាប់ខ្លួននឹងឲ្យធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដោយសារតែធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនឃាតករបើសិនជាធ្វើរឿងដល់ឋានៈហ្នឹងហើយគឺវាភាកច្រើនខ្លាំងមែនតែពួកគាត់នឹងសម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងគេអត់ចង់ឲ្យសម្លាប់ទេគឺត្រូវតែយកយុត្តិធម៌កាត់ទោសឲ្យបានដើម្បីជូនយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅពេលដែល James បានឡើងតុលាការលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាហ្នឹងគឺ James ធ្វើខ្លួនដូចភីងភាំងរៀងផ្លឹកមើលនេះមើលនោះអត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីធ្វើអីចឹងទៅចឹងវាបង្កឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថា James មានបញ្ហាទៅកាន់ផ្លូវសតិអារម្មណ៍របស់គាត់ចឹងណានៅពេលហ្នឹងគឺតុលាការបានសម្រេចថា James Home កំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងបទចំនួន152បាត់ល្មើសដែលក្នុងចំណោមនោះគឺមាន24បាត់ល្មើសជាឃាតកម្មដែលមានការក្រុងតុកដែល116បាត់ល្មើសទៀតគឺជា attempted murder វាថាគាត់ចង់ធ្វើការសម្លាប់គេជាឃាតកម្មដែលចេតនាប៉ុន្តែអត់បានសម្រេចចឹងគេរាប់ចូលជា attempted murder ចំណោម152បាត់ល្មើសហ្នឹងគឺវាមិនមែនតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលគាត់បានស្លាប់ហើយនឹងអ្នកដែលរងរបួសទេគឺរាប់ចូលទាំងអស់ហ្មងទាំងបាត់ប្រំទាន់ដែលគាត់បានល្មើសទាំងអស់នៅក្នុងពេលដែលគាត់បានធ្វើសកម្មភាពនឹងដូចជាការប្រព្រឹត្តសាជាតិផ្ទុះហើយនឹងការប្រហង្សាជាដើមមេធាវីរបស់ James Holmes ក៏បាននិយាយថា James មានផ្លូវស្តេអារម្មណ៍អត់ល្អគាត់មានជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទអញ្ចឹងគាត់អត់អាច guilty ទៅលើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើទេគាត់អត់អាចផ្ដល់ទោសបានទេថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកធ្វើរឿងទាំងអស់នោះដោយសារតែសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អត់នឹងណទេនៅតាមផ្លូវច្បាប់គឺយើងអត់អាចកាត់ទោសគាត់បានទេបើសិនជាគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែចៅក្រមបាននិយាយថាអត់ទេនឹងឲ្យត្រូវតែកាត់ក្តីគាត់ឲ្យបានអញ្ចឹងមេធាវីរបស់ James Holmes ក៏បានព្យាយាមធ្វើមិនសម្រួលកុំឲ្យមាន death penalty មានន័យថាកុំឲ្យមានការប្រហារជីវិតគាត់អញ្ចឹងបានធ្វើតែការជាប់ពន្ធនាគារបានហើយអញ្ចឹងចៅក្រមក៏អនុញ្ញាតឲ្យឡើងធ្វើគេហៅថា plea ដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានការជាប់ពន្ធនាគារជាជាងការប្រហារជីវិតនៅពេលហ្នឹងគឺគេបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទៅលើ James Holmes ថាគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តមួយដែលមានឈ្មោះថា schizotypal disorder ប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំគម្រោងដើម្បីធ្វើការសម្លាប់គេបានហ្នឹងហើយគាត់ចេះរៀប plan រៀបអីបានមកសពមកគ្រប់ចេះទិញរបស់ទិញអីចេះហ្នឹងហើយចេះដឹងជាមនុស្សដែលចេះដឹងហើយចេះគិតមានសមត្ថភាពក្នុងការគិតបានអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងក៏មានសមត្ថភាពដើម្បីឡើងមកកាត់ក្តីបានដែរនៅក្នុងករណីមួយនេះ James Holmes ក៏ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំនួន12ដងគ្រប់មនុស្សដែលគាត់បានសម្លាប់ចំនួន12នាក់និងថែមទៅលើជាប់ពន្ធនាគារ3318ឆ្នាំពីលើថែមមកតាំងទៀតអញ្ចឹងរឿងក្តីរបស់ James Holmes គឺចាប់នៅប៉ុណ្ណេះបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាយល់ឃើញយ៉ាងណាទៅលើរឿងក្តីមួយនេះគឺអាច comment នៅក្នុង comment section របស់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនមែនទែនដល់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកនរអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាចង់តាមដានទៅលើរឿងក្តីផ្សេងទៀតគឺអាច subscribe ទៅកាន់ YouTube channel របស់ខ្ញុំចាំជិះចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bump up and dead up your desk.